dòng máu của rồng vẫn còn đang chảy. Kẻ thù gặp phải những người run rẩy giết mình đôi mắt kẻ nào trông thấy ai đi thử nhẫn vẫn còn trong đấy. Kẻ giết kẻ khác kẻ bị đánh bại, kẻ lấy dùm nát một đó hai dạy. Truyền nhau mới nhất của gia tộc ninja ta là rồng phương đông và rất có tài. Sứ mệnh của họ là giữ hòa bình, sức mạnh họ có lên từ nhà rồng. Bản thân cánh vác cả thế hệ mới được danh hiệu cao quý cả dấu ấn rồng. Tài năng của cô đã được công nhận, những chuyện lặt vặt con sẽ không nhận. Nội lực phát ra có hơi thở rồng, kimono như sakura có luôn màu hồng. Lực lượng hắc ám chiếm thế giới, đội ninja dẫn tới bà Iri. Tiến về cung điện ánh sáng đang đi tăng tốc như con lốc có rồng để uy nghi. Hai chị em mỗi người một cuộc sống, dù cùng bố mẹ cả hai là sinh đôi. Một người hiền thục sống trong nhung lụa, người còn lại chiến binh nguyệt tộc tài giỏi. Kẻ thống lĩnh ác quỷ là ma lốc Iri, chiến đấu chưa bao giờ cô ta khóc. Càng tiến đến gần vết thương càng tăng thêm, ma lốc quá mạnh nhưng cô không thua kém. Cô dùng hết sức tung ra dấu ấn rồng, vung kiếm cực mạnh hiệu ứng là thăng long. Ma lốc không nhắc nổi cả thân gương khi người đụng độ đến từ bến nhà rồng. Lốc đó bây giờ mới đánh bại con rồng tự trị, chúng ta khát máu cùng đôi xung kiếm mà sao ngươi đánh lại. Người đang mang đôi cánh ác quỷ mà lốc đó bây giờ mới đánh bại con rồng tự trị, chúng ta khát máu cùng đôi xung kiếm mà sao ngươi đánh lại. Lấy thanh kiếm chỉ vào hắn, ngươi sẽ chết để giải thoát tự do. Bức tranh ta họa ta cùng chém đứt, ngươi có được gì ngoài dáng bự to. Con đường ta chọn chưa bao giờ là sai lầm, khi người chị gái của ta đã cứng rắn. Đứa em gái như ta không còn ươm bướm, mặc kimono tính tình đã đứng đắn. Sắc lẻm nội tại giúp ta hồi nhanh để sử dụng được kiếm khí, xuất ra cực nhanh về hướng chỉ định làm choáng và phát công vật lý. Kim vụ di chuyển được ba lần, mà lốc có chạy thì đợi cô một tí. Kerry tung ra luôn kiếm khiến cái địch quay cuồng dù chạm chỉ một ly. Rồi xung kiếm của cô đặt xuống, cũng là lúc chiếc quạt có cắt lên. Sức sát thương từ dòng máu rồng nó không đơn giản như là gọi tên. Sự tập luyện chưa bao giờ là thừa, trong khi hai chị em tập luyện từ nhỏ. Sức mạnh không phải tự nhiên mà có, đó là nghị lực cả hai không từ bỏ.